Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, đợt mưa lớn ở Bắc Trung Bộ và Bắc Bộ trong những ngày qua đã làm ít nhất 6 người chết hoặc mất tích. Tính đến sáng ngày 29 tháng 9, mưa lớn hậu hoàn lưu áp thấp nhiệt đới đã làm 2 người chết tại khu vực Bắc Trung Bộ. Trong đó có một người ở tỉnh Quảng Trị thiệt mạng do sét đánh và một nạn nhân 14 tuổi ở tỉnh Thanh Hóa bị trượt chân xuống suối Đòn. Một người chết do lũ cuốn trôi tại suối Bưng, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình. 3 người mất tích tại tỉnh Sơn La. Tại khu vực Tây Bắc Bộ và đồng bằng sông Hồng như Lào Cai, Sơn La, Yên Bái, Hòa Bình, Hà Nội, Quảng Ninh, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình cũng bị thiệt hại nặng do mưa lũ. Mưa lũ đến nay đã làm 24 nhà bị ngập, 75 nhà bị hư hỏng do sạt lở đất, cùng 14.782 hecta lúa, 1.810 hecta hoa màu bị ngập hư hại. Ở khu vực Tây Bắc Bộ, rất nhiều cung đường, vị trí giao thông bị sạt lở. Tuy nhiên hiện nay cơ bản đã được khắc phục tạm để thông xe, trong đó có đoạn sạt lở tại km 79 100 với khoảng 6.000 mét khối đất tràn xuống quốc lộ 6. Sáng ngày 29 tháng 9, nước lũ ở huyện Quỳ Châu, Nghệ An cơ bản đã rút hết. Với tinh thần nước rút đến đâu, dọn dẹp đến đó, cán bộ và nhân dân huyện miền núi này đang nỗ lực khắc phục hậu quả trận lũ lớn nhất trong hơn 15 năm qua. Trận lũ đêm ngày 26, sáng ngày 27 tháng 9 là trận lũ lớn nhất xảy ra trên địa bàn huyện Quỳ Châu tính từ năm 2007 đến nay. Lũ về đã khiến hơn 1.200 nhà bị ngập từ 1 đến 5 mét. Nhiều tài sản, lúa, hoa màu bị hư hại nặng, ước tính thiệt hại hàng trăm tỷ đồng. Đặc biệt, sách vở và tư trang học tập của hơn 100 học sinh trường Trung học Phổ thông Quỳ Châu ở trọ tại các hộ dân ở thị trấn Tân Lạc bị mất, hư hỏng. Do lượng bùn đất tràn vào trường quá nhiều, chưa dọn dẹp kịp nên một số nơi vẫn chưa thể cho học sinh đến lớp. Lãnh đạo huyện Quỳ Châu đã chỉ đạo các lực lượng tập trung phối hợp với các trường nhanh chóng dọn dẹp để học sinh đến trường sớm nhất, khắc phục tạm thời tình trạng thiếu sách vở, đồ dùng để học sinh yên tâm học tập. Đúng 0 giờ hôm nay ngày 29 tháng 9, các cửa hàng điện thoại di động đã đồng loạt giao iPhone 15 Series cho người dùng Việt Nam. Các hệ thống cửa hàng Thế Giới Di Động Việt, Minh Tuấn Mobile, FPT Shop đều tấp nạp khách hàng. Trong giai đoạn mở bán, Thế Giới Di Động và Top Zone giảm 1 triệu đồng hoặc trả góp 0% cho khách mua iPhone 15 Series, giảm đến 50% khi mua iPad, giảm đến 15% khi mua Apple Watch. Minh Tuấn Mobile tổ chức sự kiện mở bán giao hàng iPhone 15 Series chính hãng tại Petro Việt Nam Tower, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh cho hơn 500 khách hàng đã đặt trước. Những khách hàng nhận máy trực tiếp tại đây là những người đầu tiên sở hữu iPhone 15 Series VNA tại Việt Nam. Tại Minh Tuấn Mobile, iPhone 15 có giá bán chính thức từ 22,49 triệu đồng, iPhone 15 Plus từ 24,99 triệu đồng, iPhone 15 Pro từ 28,99 triệu đồng và iPhone 15 Pro Max từ 34,99 triệu đồng. Trong khi đó, Di Động Việt dự kiến trả gần 1.000 máy iPhone 15 Series cho khách hàng đã đặt cọc và có nhu cầu mua ngay tại cửa hàng và trên cả nền tảng TikTok Shop ngay giữa đêm. FPT Shop và App Studio by FPT cũng nhanh chóng giao 4.031 chiếc iPhone chính hãng sớm nhất trong đêm đến khách hàng trên toàn quốc. Đồng thời livestream trên TikTok FPT Shop Official, khách hàng được giảm đến 6 triệu đồng, giá iPhone chỉ còn từ 17 triệu 600 ngàn đồng. Phòng Giáo dục Đào tạo quận Tân Bình vừa có văn bản gửi Thường trực Ủy ban Nhân dân quận Tân Bình báo cáo sự việc học sinh xô xát và quay clip tại trường Trung học cơ sở Hoàng Hoa Thám, quận Tân Bình. Theo đó, vào khoảng tháng 12 năm 2022, một em học sinh lớp 9A9 có xích mích với một em lớp 8A16 nên rủ thêm 3 học sinh khác ở lớp 9A10, 9A9 và 9A14 hẹn vào nhà vệ sinh nữ để nói chuyện. Sau đó, các học sinh đã xô xát với nhau, quay clip, tuy nhiên không phát tán lên mạng xã hội. Thời điểm đó, học sinh bị đánh đã về nói với mẹ và nhà trường đã phối hợp với phụ huynh giải quyết sự việc, các bên cơ bản không còn xích mích. Thông tin chi tiết được trường Trung học cơ sở Hoàng Hoa Thám báo cáo như sau. Sự việc diễn ra ở năm học trước, các học sinh có liên quan cơ bản đã không còn xích mích với nhau. Tuy nhiên, khoảng 3 tuần trở lại đây, một đối tượng bên ngoài đã hack được tài khoản Facebook của một học sinh là lớp trưởng lớp 9A9 và sử dụng tài khoản này để nhắn tin đòi tiền các bạn liên quan trong đoạn clip,
nếu không sẽ tung các đoạn clip lên mạng xã hội. Do những học sinh có liên quan không đồng ý trả tiền nên chiều ngày 26 tháng 9 năm 2023, đoạn clip đã bị tung lên mạng xã hội. Trong sáng ngày 27 tháng 9, lãnh đạo nhà trường đã phối hợp với đội an ninh, công an quận Tân Bình, Ủy ban Nhân dân phường 13, công an phường 13, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 13 và cha mẹ những học sinh có liên quan để giải quyết sự việc. Qua làm việc, các học sinh có hành vi xô xát bạn cam kết sẽ có hướng sửa đổi trong năm học này và tuyệt đối không tái phạm. Học sinh bị đánh cũng đồng ý hòa giải với các bạn, không còn xích mích. Phụ huynh các gia đình cũng đồng ý không truy cứu lại chuyện cũ và hứa sẽ giáo dục sâu sắc con em mình trong thời gian tới. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP HCM HCDC vừa cho biết, trước đợt bùng phát virus Nipah, gọi tắt NIP, tại bang Kerala, miền Nam Ấn Độ, ngành y tế TP HCM đã và đang thực hiện giám sát 24 trên 24 người nhập cảnh tại các cửa khẩu quốc tế, ở cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và cảng hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh để phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ bệnh truyền nhiễm nguy hiểm để cách ly. Bên cạnh đó, HCDC cũng lưu ý các hành khách đi về từ vùng dịch. Nếu có các triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh như sốt, nhức đầu từ 3 đến 14 ngày, cùng với các dấu hiệu hô hấp như ho, đau họng và khó thở, cần liên hệ ngay với cơ sở y tế để được tư vấn và điều trị kịp thời. Theo HCDC, NIP là một loại virus lây truyền từ động vật sang người, từ thực phẩm bị ô nhiễm hoặc lây truyền trực tiếp giữa người với người. Trong tuần qua, đợt bùng phát virus NIP tại bang Kerala, miền Nam Ấn Độ đã khiến 6 người mắc, trong đó có 2 người tử vong, 1 người thở máy. Sáng ngày 29 tháng 9, Tổng cục Thống kê cho biết tổng sản phẩm trong nước GDP quý 3 ước tăng 5,33% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 9 tháng năm 2023, GDP tăng 4,24% so với cùng kỳ năm trước. Trong mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế 9 tháng năm 2023, khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,43%, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 2,41%, trong đó đáng lưu ý là công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 1,98%, là mức tăng thấp nhất của cùng kỳ các năm trong giai đoạn 2011 đến năm 2023. Khu vực dịch vụ tăng 6,32%, trong đó một số ngành dịch vụ thị trường tăng cao như bán buôn và bán lẻ tăng 8,04% so với cùng kỳ năm trước. Ngành vận tải kho bãi tăng 8,66%, hoạt động tài chính ngân hàng và bảo hiểm tăng 6,91%, dịch vụ lưu trú và ăn uống tăng 13,17%. Tính chung 9 tháng năm nay, chỉ số giá tiêu dùng CPI tăng 3,16% so với cùng kỳ năm trước, lạm phát cơ bản tăng 4,49%.